Chuẩn bị nghiêm nhắm mắt vào. Trời ơi, nhận quà như kiểu quân sự ấy nhỉ. Nhắm mắt vào. Có cái gì vậy ta? Cái gì mà cứ tình 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 ấy? Khoảng 1 tháng 6 rồi này. Ui, có khoảng thật trời nhé. Mở mắt chưa? Mở mắt chưa? Cái gì đấy? Tí ngay. Hả? Ăn gì mà vẫn dính mép đấy nhỉ? Còn gì có cái gì ăn đâu, hồi từ sáng giờ mốc mép đấy, giờ nó bị mốc, mép nó mốc lên ngồi đợi. Ngày gì mà ba cái con mặt cứ tiêu nghỉu thế? Ngày gì mà người người nhà nhà người ta đều có cái gì xanh xanh đỏ đỏ, ba mẹ con ngồi nhà mép thì mốc lên đấy, con lại mốc, em mốc trắng mép này, trắng mép mà. Mốc. Đây là ngày gì? Đây là ngày gì nhỉ? Hôm nay là đầu tháng ấy. Hôm nay là mùng 1 tháng 6. Ngày mùng 1 tháng 6 là ngày gì? Thì đến cái ngày mùng 1 tháng 6 thì không biết là ngày gì à? Ngày mùng 1 tháng 6 á, trẻ con đang háo hức và đã đành. Đây già rồi. Mùng 1 tháng 6. Thế em hỏi anh một điều nhá. Em là ai? Em là vợ anh. Thế em là gì của hai đứa này? Là mẹ của hai, Super và Sushi. Ừ, thế không có em thì liệu có hai đứa này để anh tặng quà không? Thì vậy là anh phải tặng quà. Cái quà chưa? Cái quà. Phụ nữ lúc nào cũng là trẻ con bé nhỏ mà. Thế đứa này có thích quà không? Có chứ. Có. Nhưng mà thôi, nhìn mặt ba là biết rồi, thất vọng ê chê. Hai mẹ con, ba mẹ con ngồi đây tưởng á, ba đi ra ngoài. Đừng khinh bố Sushi và Super. Đi ra kia xếp hàng rồi sẽ có quà. Đừng tin con ạ. Nặng. Sao lại không tin? Đi ra kia xếp hàng nhanh lên. Ra xếp hàng đứng ngay ngắn. Ba đứa ta xếp hàng đứng ngay ngắn, nhanh lên. Đi đi nhanh. Đi. Có quà cái tươi ngay. Mình phải ra chiếc quà cho người một quà. Chuẩn bị nghiêm nhắm mắt vào. Trời ơi, nhận quà như kiểu có quân sự ấy nhỉ. Nhắm mắt vào. Có cái bơ. Không, bơ không cần, bơ nó nhỏ. Nhấm không được tí hí nhá. Không được tí hí. Có cái gì vậy ta? Cái gì mà cứ tình 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 ấy? Khoảng 1 tháng 6 rồi này. Ui, có khoảng thật trời nhé. Mở mắt chưa? Mở mắt chưa? Cái gì đấy? Tí ngay. Hả? Trời ơi, cái gì thế này? Ba, đây là quà của ba mẹ con. Bây giờ đây, quà của Su. Wow, đúng cây su thế kìa. Thì không. Xếp hình. Chúng ta cùng xếp. Ủa cái bộ này đẹp thế. Đây là phần quà của Super. Này tại sao nó bé nhất mà quà to nhất? Bé nhất nhưng phần quà to nhất. Đấy. Trời má, của em đâu? Của em đây. Trời ơi. Tầm 1 là đúng. Đây. Mừng sao sao vậy? Ui trời ơi. Mọi người ơi, đây có thể là quà được không? Khôi xuống, khôi quà. Này, buổi sáng nay là ba mẹ con hơi buồn đấy nhá. Đúng rồi. Ngồi ở nhà buồn, nó không lỡ ăn cái gì, mồm miếc thì nó mốc trắng lên để đợi chồng về. Về thì tay không có cái gì cả. Thế hóa ra là mà anh chuẩn bị từ bao giờ ấy? Chuẩn bị từ hôm qua rồi thôi. À, ghê. Người đàn ông nó đi đâu? Đi chồng coi. To thế. Wow. Bơ nha. Bây giờ lắp. Được chưa ba? Đây chuẩn bị rồi, kéo lốp. Một. Ô bây giờ nó tiện nhỉ anh nhờ, nó còn kéo thế là xong nhỉ. Được bộ. À bơ cái miệng, bơ xe mới hả? Càng khoe đấy. Rồi kinh lắm, chị cứ khai đây. Bơ xe mới hả? Thế này chị Su đang lắp cho con lốp đây này. Chào gì? Chiều không? Bơ sướng không? Bơ chích rồi, bơ chích cái xe mới hả? Khoe với mẹ hả? Khoe cái xe mới rồi. Đúng rồi, bơ khoe với mẹ đây. Rồi đấy. Chuẩn bị nha. Bây giờ lắp lốp này đây à. Chị Su lắp rồi xong rồi. Đấy. Ừ, đừng bà. Ui, dễ bà.
phần dưới tháo ra xong rồi làm bà ăn cho con cũng được. Đúng rồi. Đấy. Để thế nó mới không rơi. Rồi. Vô 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 vô. Cho vô đây xem. Hôm nay chúng ta khai trương xe mới luôn. Khai trương xe mới. Thì Su hôm nay thì Super hôm nay có quả xe hoành sơ. Chán. Đấy. Vừa. Chúng ta thấp xuống cái sao ấy nhỉ? Yeah. Ông anh ơi, chân này nó vừa này. Nhưng mà vì con không chịu. Đấy, đây đúng rồi. Đấy, thế nào? Ui. Đấy. Tài xế mới. Bật luôn. Tài xế luôn. Mới của chúng ta chỉ phải đi vặt đồ trên xe thôi. Ui, bà đây nghịch thật đấy này, bà đây vặt này. Ui, ra sức này. Bồi, thích không? Tiếp đi. Đấy, này. Cái này biết chạy đây nhỉ. Mình hôm trước mình có đi siêu thị và được một chị bạn bà ấy cho một cái gói nhỏ nhỏ về kem hình và Su rất là thích. Đây, nên là hôm nay một đây là biết Su thích kem hình của bố hay của hai cái. Nhưng mà ba ơi, có biết cái hộp này không? Cái hộp này là dành cho 14 tuổi trở lên này. Ba nhìn không, bởi vì nó có 1.000 miếng. Cả thành phố luôn. Mọi người ơi, mọi người mua để ý nhá. Ví dụ như các bạn nhỏ chúng ta chỉ mua 204 miếng thôi thì các bạn hãy ghép sẽ dễ hơn. 1.000 miếng là hơi lâu đấy. Khui hộp này trước đi. Không, khui riêng ra không sẽ lẫn. Đúng rồi, nó bị lẫn đấy. Đây. Ui, nhiều đấy. Wow. Mọi người ơi, ghép được cái tấm này cũng phải mất gần này. Đâu, nhiều chưa? Nhiều. Bên này mà xếp được có đến mùa quýt. Mùa quýt. Màu đấy xịn hơn, xóa hơn. Ui, mẹ ơi, nhỏ thế. Mọi người, cái này đến bản thân mình chưa chắc mình cũng đã. À đấy nó có số à? Số. Mọi người ơi, mình nói thật là đến bản thân mình không thôi. Mẹ ơi, đừng có ăn cái xây này ghét vào nhau rồi này. Đến bản thân mình cũng khó có thể xếp được cái này lắm mọi người. Đây mọi người ơi, nó sẽ... đây, cho cái miếng này. Thế bảo sao mà dành cho 14 tuổi là đúng rồi. Ba mua, nhưng mà thực sự nhiều lúc đây, mình mua. Đây, nó sẽ to như này. Đây mọi người nhìn này. Tỷ lệ nó gọi là chênh lệch nhau rất là nhiều luôn. Quả này Su ơi, cứ gọi là miệt mài nha cưng. Thôi mùa hè mà, chúng ta có thời gian mà. Cả tuần xếp được. Ui giời ơi. Mọi người ơi, như tôi biết luôn. Mọi người ơi, đây là một bài toán khó dành cho bạn Su vào mùa hè này. Ô, thế quà ngày mai đi khui quà đấy chứ. Khui quà đi mẹ. Đi ép nước, xay nước cho cả nhà uống đi nhỉ. Ủa vậy đâu phải là quà đâu, tôi cứ như ô xin đi. Quà gì mà, bây giờ tôi phải đi khui. Cho mọi người để mọi người đang nghe ba hôm nay là phải làm hết đi. Nhưng bơ nhá, chỉ được cái bơ ba thôi nhá. Chỉ muốn ba bế thôi. Bơ thật là bất công cơ đâu. Chị mẹ làm. Theo con xếp. Mùi hiểu thế này xếp thật. Ô chị em chơi thôi.